Đây là mẫu đồng hồ lịch vạn niên. Đấy. Các bạn treo ở nhà là vừa biết lịch dương, lịch âm, lịch nhiệt độ. Đấy, đầy đủ luôn. Rất nhiều cảnh đẹp. Đồng hồ lịch vạn niên. Đấy. Nhiều tranh cảnh, vừa cảnh đẹp mà tranh rất đẹp. Đấy. Cảnh tranh rất đẹp. Đấy, còn đấy, cỡ nhỏ đây, lịch vạn niên cỡ nhỏ. Con ngựa này, thuyền buồm này, thuyền buồm này. Đấy, cảnh nó rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Đấy, lịch vạn niên, đây là đồng hồ quả lắc treo tường, đấy, quá đẹp luôn. Đấy, ai mà có tay lái thuyền này, tay lái quả lắc này, quá đẹp luôn. Không có gì đẹp hơn nữa. Quá đẹp. Có chuông đây, quả lắc đứng có chuông đây, quả lắc nhựa này. Các bạn liên hệ đồng hồ Thanh Hùng, 277 Lê Hoàn, Ba Đình, thành phố Thanh Hóa để mua. Ghé qua để xem. Ok.